Cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Quýt Làm Cam Chịu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay chúng ta sẽ gặp những người chơi là những nghệ sĩ hết sức dễ thương. Họ sẽ đến đây để đem đến cho quý vị những phút giây giải trí. Xin mời. Xin chào các bạn ạ. Dạ chào anh. Dạ anh. Chào SC. Em có thể giới thiệu bản thân mình trong chương trình Quýt Làm Cam Chịu không ạ? À, em trước luôn hả? Ừ. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quýt Làm Cam Chịu. Em là diễn viên Hoàng Yến. Hiện tại thì mình đã đóng được những bộ phim nào rồi Yến ha? Có bộ phim nào nổi bật mà em có thể kể là mọi người có thể biết liền á? À dạ có một phim mà có thể nói là một cái bước ngoặt của em luôn. Là phim Thương Con Cá Rô Đồng, vai Út Lành. Và gần đây là có phim Cung Nữ Tuổi Dần, vai Thị Nhi, quay chung với anh Quỳnh Lý. À, có nghĩa là các bạn biết nhau qua bộ phim Cung Nữ Tuổi Dần. Dạ không ạ. À, là các bạn biết nhau trước. Tụi em biết nhau từ lúc còn nhỏ, còn trong đội kịch luôn anh. Dạ, em với Nhi là cùng trong em đội với kịch Nhi. Em với lại bé Yến là cùng với nhau trong đội kịch Tuổi Ngọc hồi nhỏ. Dạ. Ủa là có chung không đội kịch không mà sao quên tên nhau? Có chứ, tụi em có chơi chung với nhau, thân lắm. À, ủa? Là thân hả? Ừ, thân đi. À, rồi. Còn Buka và You Know Big Boy, tại sao hôm nay các bạn lại đến với nhau ạ? Dạ, xin chào Nixi, xin chào quý vị khán giả. Mình là Buka, rất vui vì ngày hôm nay quay lại với Quýt Làm Cam Chịu. Rất vui được đồng hành với You Know Big Boy. Dạ. Để lần trước thì hai mình kình địch với nhau. Dạ, đúng vậy. Mình cũng sát phạt nhau nhiều, cho nên hôm nay mình chung đội, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Hôm nay mình không kình nhau nữa. Không kình nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những món quà của chương trình ạ. Yeah. Mời em chọn trước. Em chọn trước hả? Đó sẽ là hình phạt của đội mình. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đây luôn. Mình có nên nhận không? Mấy cái vô trời giảm giá. Đây sẽ là những bất ngờ cho các bạn trong vòng 1 và vòng 2. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Quýt Làm Cam Chịu. Vui vui vui, chào mừng quý vị đang quay trở lại với Quýt Làm Cam Chịu. Và đây là vòng 1. Vòng 1 thì chúng ta sẽ chia ra một người làm cam, một người làm quýt. Dạ. Quýt sẽ làm và cam sẽ chịu ạ. Bây giờ ai làm cam, ai làm quýt ạ? Thôi Nhi nhỏ. Ủa, anh lộn tên. Ủa, vậy? Nhỏ. Yến nó nhỏ. Yến nó nhỏ, thôi để em chịu. Chưa vậy là thấy bất động rồi. Đúng rồi. Nhi là tên nhân vật đúng không ạ? Dạ đúng rồi, Nhi là tên nhân vật. Xin lỗi. Nhân vật của em ấn tượng quá, tao nhớ tên em đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là em với anh gặp nhau từ hồi bé xí rồi chị. Còn thì cái chuyện là lộn tên. Hồi nhỏ em cũng tên Nhi mà. Hồi nào anh đừng có xạo đi. Thôi vậy thôi, Yến ơi. Dạ. Rồi. Vậy anh bị trước cho. Dạ đúng rồi, tất nhiên rồi. Vậy là cam thì đứng đây và bước tới đây, còn bên này à? Dạ em muốn làm cam, em chịu trước cho. Rồi. Dạ ok. Dạ. Vậy đúng là có kinh nghiệm. Sẽ làm quýt đúng không ạ? Dạ em làm quýt. Ok. Cố lên nha. Cố lên. Yến ơi cố lên. Anh ơi em bị dễ bị giật mình anh ơi. Không phải em bị giật mình thì. Yến ơi. Dạ. Đây là lần đầu tiên em đến với chương trình Quýt Làm Cam Chịu đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Em có xem chương trình của mình chưa? Dạ tất nhiên là rồi chứ. Đúng rồi đúng không ạ? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của You Know Big Boy hay là Hoàng Yến đây, các bạn hãy quyết định đi ạ. Em muốn anh chơi trước hay chơi sau nè? Anh chơi trước đi. Ok vậy em chơi trước được không chị? Em hỏi người ta rồi mới quay qua hỏi chị. Em quên. em cái gì em quên. Giá trị vậy đi. Em chơi trước chơi sau gì đó cậy em. Không, tại mình nhường bạn mới. Ok em chơi trước cho. Ok vậy là You Know Big Boy sẽ chơi trước. Ở vòng này thì các bạn sẽ sắp xếp những từ lộn xộn thành một từ có nghĩa. Hiểu chưa ạ? Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ được 10 điểm. Nếu như các bạn trả lời sai thì đồng đội của các bạn sẽ bị điều tuyệt vời đến cho cơ thể. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những người sẽ làm cho các bạn đẹp hơn ngày hôm nay. Đó chính là biệt đội Hiền Hoa. Xin mời. Sao gặp anh này nữa vậy? You Know Big Boy, bạn đang có phiếu ưu đãi, bạn có muốn sử dụng luôn hay không ạ? À? Em nghĩ đây dùng sao đi ha, dùng sao đi. Dạ. Vậy thì câu đầu tiên dành cho bạn như sau. Xin mời. Mười giây. Chín. Chú ruột. Tám. Chuột rút. Bảy. Chuột rút. Chuột rút là đáp án chính xác. Các bạn ghi về cho mình 10 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời. Chai keo. Đi cà kheo. Chà. Chè. 5 giây. 4
Đi. Ba. Cà kheo. Đi. Hai. Cà kheo. Đi cà kheo. Đi cà kheo là đáp án. Chính xác. Wow. Hôm nay em qua đây em giỏi với ta. Giỏi quá. Thật ra là Buka là một người rất là sáng dạ. Đó giờ bạn bè đi chơi là Buka là người sáng dạ, nhưng mà cũng là người may mắn nữa. Thế là chung đội Buka cũng có vẻ như là tỏ có thông thái ra đúng không? Đúng vậy, em cảm nhận được điều đó. Anh đừng nói muốn làm cam chịu rồi, đợt trước em chơi muốn khách em thua sấp mặt. Hình như không hợp khách hay sao á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Bạn có muốn sử dụng phiếu ưu đãi không ạ? À? Em nghĩ là em nhường cho chị xài. Tụi em xài rồi, em sẽ nhường cho chị xài. Rồi, vậy là phiếu ưu đãi này sẽ để cho vòng sau. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Juno. Tốc độ 10 giây. Ngó 5 giây. 4. Tổng 3. 2. Không, không mày. 1. Hết giờ. Em ghép đại vô. Em thấy chữ tổng nè. Tóc ngó mây hả? Tổng. Tổng ngó mây. Tóc mây. Tóc ngó mây là cái gì ạ? À? Đây là một món ăn. Là mây có tóc. Đây là một con vật. Món ăn, con vật. Ốc móng tay. Ốc móng tay. Ốc móng tay. Đại án chính xác. Ốc móng tay tóc ngó mây. Xin mời hình phạt ạ. Ủa sao đeo cái môi của anh Lưu Dương Bảo Lâm ở đây vậy? Ủa mà mình phải đeo đến khi nào anh? Đeo đến khi nào mà hết vòng này ạ? À? Đeo gì vô nói chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Hoàng Yến ạ. À. Đội bên kia vừa ghi 20 điểm rồi, cho nên các bạn hãy cố gắng lên nha. Hoàng Yến, bạn đang có một phiếu ưu đãi. Nếu như bạn muốn sử dụng ở vòng này thì bạn có sử dụng nha. Dạ không. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Xin mời. Vọt bẻ. Vật bẻ là đáp án. Chính xác. Mở đầu khí thế anh. Hay lắm, hay lắm. Các bạn vừa ghi về cho mình 10 điểm, xin chúc mừng các bạn. Em tưởng là dập bẻ chứ. Dập bẻ chứ. Là dập bẻ đó, nhưng mà tại vì người Nam mình đọc là dập. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từ thứ hai. Xin mời. Còn 5 giây. Chà lứt. 3. Đon ngọt. 2. 1. Lứt ở đâu à? Em thấy chữ L ức tờ kìa. Không có chữ cờ với lứt chứ. Lứt nó phải là chữ C. Và đáp án của chúng ta là ai biết không ạ? À? Cũng là một món ăn. Đây là một cách thức nấu ăn. Nấu ăn nó ra được cái món này. Đó chính là trứng lòng đào. Chúng ta sẽ đến với liệu trình đầu tiên dành cho Quỳnh Lý hay nha. Dạ. Xin mời ạ. À. Ráng anh ơi, ráng anh. Ê, nhìn giống như mấy con cú quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Đó, em có thấy chưa? Đây là những phụ kiện rất là dễ thương thôi. Đẹp, nhưng mà dễ thương lắm. Anh thương em lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Xin mời câu số 3 dành cho Hoàng Yến. Cút chọ. Cúm. Cúm. Cúm hả? 5 giây. 4. Chua. 3. Cú. Cú chọn sao? 2. Một loại thực vật. Thực vật. Hết giờ. Còn gì nữa? Anh ơi, cái thực vật nó lạ lắm anh ơi. Đây là đáp án của chương trình. Cúc họa mi. Thì ra là cúc họa mi. Ây da. Dễ thương anh, dễ thương, dễ thương. Quỳnh Lý và Buka, các bạn đã biến hình xong rồi. Xin mời các bạn có thể dạo quanh một vòng sân khấu cho chúng tôi được ảnh mặt cho một nét nhạc. Sau vòng 1, đội Buka và Juno Beat Boy các bạn 20 điểm. Đội Quỳnh Lý và Hoàng Yến các bạn có 10 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình. Quýt làm cam chịu. Chào
chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Quýt làm Cam chịu. Và đây là vòng 2 mang tên là Cam làm Quýt chịu. Hồi nãy ai làm rồi thì bây giờ lên chịu ạ. Xin mời. Hồi nãy mình đổi, giờ mình đổi nữa không chị? Thật quá, đổi được có một lần à. Đứa mạng nha. Mình chịu không chịu thì chịu à. Đứa mạng thôi à. Hãy ngồi vô đây à. Thương quá, thương. Cố gắng lên, anh sẽ cố gắng hết sức. Ráng lên anh. Còn các bạn, hãy vào ghế của mình đi. Các bạn vẫn còn có những phiếu ưu đãi đúng không ạ? Em nghĩ là phiếu ưu đãi của mình nó sẽ may mắn á chị. May không? Chị ra cái lo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của vòng chơi này. Các bạn sẽ được trả lời những câu hỏi dưới hành động trái ngược. Ví dụ như là hỏi bạn có phải buka không? Bạn trả lời là có, và nhưng mà bạn lắc đầu, ví dụ vậy. Trời ơi, cái này khó lắm. Ê. Chị không điều khiển được cái đầu chị. Đúng thì khó. Đúng. Sai thì gật đầu, ví dụ vậy. Trời ơi, vậy đó, chị không điều khiển được cái đầu chị. Và chịu những cái gì sẽ làm tươi mát tâm hồn một cách thật sự nha. Bởi biệt đội Hiền Hòa, xin mời các bạn. Wow. Em dính anh này, sao đội em dính anh này hoài vậy? Nhìn mặt anh em sợ quá à. Em sợ đúng không ạ? Em bất an hẳn luôn á. Bởi sự lo sợ và bất an của bạn cho nên tôi sẽ cho đội các bạn chơi trước. Các bạn chơi trước, xin mời Quỳnh Lý. Lấy kinh nghiệm gì, lấy kinh nghiệm. Thi thử liền luôn anh. Đúng rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho Quỳnh Lý nha. Dạ. Bạn sẽ có 3 giây cho mỗi câu. Bạn có muốn sử dụng phiếu đại không ạ? Gì ơi. Ủa Yến ơi, vòng này vòng... Anh lộn tên em 3 lần rồi mọi người. Yến ơi, vòng này vòng cuối rồi. Mình sử dụng luôn nha. Anh mà lộn anh tên nghĩ... em 1 lần nữa. Anh nghĩ đây là một sự may mắn trong ngày hôm nay của em đó, Yến à. Dạ, ok. Vậy anh sử dụng đi. Ok. Y, Y. Có chữ điểm. Có chữ điểm hả? Có chữ điểm. Hình như là mất điểm hay sao? Điều sóc thưởng 5 điểm. Điều sóc thưởng 5 điểm. Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ có 15 điểm. À. Nếu trả lời sai, các bạn vẫn có 5 điểm. Dạ, dạ, dạ. Được, được, được anh, được. Vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Dạ. Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 11 phường đúng hay sai? Không biết, không biết, không biết. Thì có đúng hay sai thôi. Đúng hay sai thôi. À, vậy, vậy nãy là... Nhưng mà hết giờ rồi. Hết giờ. Em có đúng hay sai đại đi, biết đâu đúng. Nhưng mà bạn nghĩ là đúng hay sai? Em nghĩ là... sai. Sai là đáp án chính xác nha. Đáp án chính xác nha. Vậy là đúng anh, vậy là không bị đúng không? Nhưng mà hết giờ rồi ạ. Ủa, hai trái lần hả? Ủa. Tại vì có cái cộng 5 điểm đúng không? Em make up từ 1 giờ trưa á mọi người. 1 giờ trưa tới 7 giờ tối. 1 giờ trưa tới 7 giờ tối hả? Đây đây, qua đây, qua đây. Chị đến đợi. Em mất phương hướng rồi. Qua đây, qua đây, qua đây, anh đỡ cho. Anh nghĩ em ga lăng vậy thì em sẽ đỡ giận anh nữa. Không, anh nghĩ đây là việc anh phải làm thôi. Còn thua là chịu quá, chứ không biết. Ráng lên anh. Ok. Quận nhất chỉ có 10 phường thôi nha. 10 phường. Dạ. Là Bến Nghé, Bến Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Đa Cao, Nguyễn Cư Chinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão và Tân Định. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Cây điên điển chỉ có hoa không có trái, đúng hay sai? 2 đúng, đúng, 1 đúng, 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 đúng. Sao đúng, 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 đúng. Thật ra là bạn gật đầu rồi à. Nhưng mà đáp án của chúng ta là sai. Đáp án của chúng ta là sai. Trái điên điển bao giờ hết đó. Thì đúng rồi, nãy hỏi là có... Anh phải nhớ tới suốt đời cái câu là này. Cây điên điển chỉ có hoa không có trái, đúng hay sai? Cây điên điển chỉ có hoa, đúng. Thì là sai, nó có trái chứ. Nó à, phải có trái. Trái đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em chưa thấy trái điên điển bao giờ. Quả hình hạt đậu xanh dài 4-8 cm. Quả non có màu xanh, khi quả trưởng thành sẽ chuyển sang màu đen. Ta sẽ có hai trái bóng đậu lên đầu của cô bé ạ. À. Yến ơi, Yến ơi. Ủa tại sao hai trái vậy? Hình phạt là hai trái. Ủa gì hả? Khoan, Thúy. Không có em chịu cho con trái được không? Chứ để một mình bạn chịu. Không anh. Lòng tự trọng em không cho phép. Ok, vậy thì thôi. Anh ngồi im đó, để anh nhìn em bị nè. Để cho cái lương tâm em nó đau hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 luôn ạ. Cựu tuyển thủ nữ quốc gia
Đỗ Thị Ngọc Trâm đã xuất hiện trong phần bình luận trận đấu giữa Qatar và Senegal World Cup 2022, đúng hay sai? Cái này anh em không biết. Đúng. Đúng là câu trả lời. Không chính xác ạ. Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Ủa trận đó trận gì vậy? Em có biết là chị có lên nhưng mà không nhớ trận đó trận nào. Và xin mời hình phạt. Là anh em trả lời sai 3 lần luôn á. Lạnh quá, nhìn thôi tôi cũng sợ rồi đó. Hai trái cuốn này nhiều nước dữ. Hồi nãy anh hỏi là cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Trâm đã xuất hiện trong phần bình luận trận đấu giữa Qatar và Senegal World Cup 2022, đúng hay sai? Thì bạn trả lời là đúng. Thì không đúng, bởi vì cựu tuyển thủ này tên là Đỗ Thị Ngọc Trâm chứ không phải là Trump. Có hả? Chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Buka Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đến từ Đồng Tháp. Có gì chị xin lỗi em trước nha, tại chị không điều khiển được cái đầu. Còn em sẽ lắc theo chị. Bạn có phiếu ưu đãi, bạn có muốn sử dụng hay không ạ? Sử dụng liền không hay là xài đi chị? Xài em nghĩ không? Là nó sẽ giúp ích cho cuộc đời của em. Dạ em xài nha. Cái này là hết đúng không? Voucher tích lũy điểm. Nghĩa là các bạn không cần phải trả lời mà các bạn sẽ có luôn 10 điểm. Chúc mừng các bạn. Dạ chúc mừng mọi người. Ủa anh kia sao anh vui vậy? Anh là người trừng phạt mà sao anh vui vậy? Fan. Vui lây. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho Buka. Như câu số 1 là gì vậy anh? Bạn có muốn tôi hỏi thử không ạ? Dạ thử em, để em chơi thử cho em biết được cái phản xạ của em. Hỏi thử đi. Các bạn có muốn thách đấu nhau không ạ? Nếu như mà đội Buka thua, Juno sẽ bị một trái thôi. Còn nếu như mà Buka trả lời được câu này thì Quỳnh Lý sẽ là người ngồi vào chiếc ghế này và bị một trái bóng. Giờ chơi luôn nè. Chơi không à? Chơi luôn, em chơi luôn. Vậy thôi Quỳnh Lý vô đây ngồi. Ok, em vô đây ngồi luôn. Là do em cố chấp cho rằng mình đúng. Đúng. Em không tin là chị Buka làm được trái này à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Buka nha. Hoa mai chỉ có 5 cánh, đúng hay sai? Sai. Là đáp án. Chính xác à. Hoa mai có thể có từ 5 tới 9 cánh. Dạ. Ở nhà em có hoa mai 10 cánh luôn á. Gì hả? Dạ. Sao mấy cái đó em không biết trên đời đó. Là do em cố chấp cho rằng mình đúng. Không sao, không sao. Do em cố chấp mình đúng thôi. Không sao. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của đội Juno Big Boy và Buka một cách thật sự đây ạ. Dạ. 543.210 chia hết cho 5, đúng hay sai? 3, 2, 1. Sai. Sai là đáp án. Không chính xác ạ. Em gật đầu. Chị đã bối rối rồi, em gật đầu. Sai. Tất cả các chữ số có đuôi tận cùng là không. Đều có thể chia hết cho 5. Trời ơi hay quá. Juno Big Boy, em làm cái tóc này là tuyệt vời luôn á. Có làm nước chưa? Em bảo cho ơi, nước nó lên đây là cái em hất cái nó ra ngoài. 3 2 1 Phôi. Không sao cả. Như sự mất đau vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tên Juno Big Boy có 10 ký tự, đúng hay sai? 3, 2, 1. Sai. Là đáp án, không chính xác ạ. Đúng. Em không biết, em đang đếm. Em kêu you know. Tên của mình phải biết chứ. Có đời nào em đếm nó bao nhiêu ký tự đâu. Trời ơi, hồi nãy chị đếm you know tới chữ biết là chị bò chị không có đếm hay. Dạ đúng rồi. 1, 2, 3. Big boy. Trời ơi, sao mà tròn xe 10 ký tự vậy trời. Cho em mượn cho xà bông với. Được rồi. Đó, giờ gọi đầu cho em. Dưỡng sinh, cho em dưỡng sinh đi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau vòng 1 và vòng 2, đội Buka và Juno, các bạn ghi về cho mình được 30 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Đội Quỳnh Lý và Hoàng Yến, các bạn ghi về cho mình được 15 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Quýnh làm cam chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Quýnh làm cam chịu. Ở vòng này thì các bạn sẽ thi đối kháng. MC sẽ đưa ra những gợi ý, sẽ có những hình ảnh hiện lên trên đây, các bạn sẽ đoán. Sau khi các bạn đoán, các bạn biết và các bạn rung chuông, các bạn sẽ có 15 giây để mà các bạn đoán. Nếu như các bạn đoán không được thì các bạn sẽ bị phạt. Nếu như các bạn đoán được thì các bạn sẽ có 20 điểm. Xin mời các bạn đứng về hai phía nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gợi ý đầu tiên. Đây là tên một nhân vật phim hoạt hình. Lamy, Matsumi Lamy là đáp án chính xác ạ. Lucitoa Molami Matsumi Lamy. Em không biết bé Matsumi Lamy đúng không? Em biết. Upa. Đúng rồi, hồi đó em siêu ghiền luôn á. Đấy là em đang bất ngờ tại vì anh ST thuộc luôn được cái bài đó. ST là thần đồng âm nhạc mà em. Đừng có bất ngờ về anh nữa. Hãy bất ngờ với những cái thử thách tiếp theo đây nè. Hãy ngồi vào đi ạ. Khóc một kiếp nạn. Kìa, đúng rồi, hết đấu luôn. Sợ quá. Các bạn là người sẽ hành hình đó. Các bạn muốn bấm lúc nào thì bấm nha. Tôi đếm 1, 2, 3 nha. Các bạn muốn bấm lúc nào thì bấm nha. 1, 2, 3. Hát. Ổn em. Thôi khỏi phạt ai đi. Đúng rồi. Phạt ai cái này không tội lỗi quá. Các bạn ổn không ạ? Em nghĩ đâu là mình hát thì cái hát đó nó sẽ xua tan đi nỗi sợ. Bột nó vô họng. Mà nó vô họng quá. À, cái môi em bị thâm luôn kìa. Chị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu tiếp theo. Đây là tên một thể loại văn học nước ta. Xin mời. Câu. Trời ơi. Cái gì em? Cổ tích Việt Nam. Trời ơi. Cổ tích Việt Nam là đáp án chính xác. Ủa, đúng rồi hả? Đúng rồi hả? Ba chồng mới cảm nhận được cái sự dễ dàng này. Upa Matsumi Lamy. Upa. Các bạn muốn bắn lúc này thì bắn nha. 3 2 Ê. Cho em cái kem đánh răng đi. Kem đánh răng bằng kem thang tre hả? Dạ đúng vậy. Cho em cái kem đánh răng. Đảo mà anh, đảo mà. Anh thấy nó cộm cộm trong miệng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đây là tên một bộ phận cơ thể người. Ok. Xương bánh chè. Xương bánh chè là đáp án chính xác. Rồi xin mời hình phạt dành cho Quỳnh Lý và Hoàng Yến. Bây giờ mình sẽ tâm sự một tí xíu. Hoàng Yến ơi, đây là lần đầu tiên bạn đến đây á, bạn cảm giác như thế nào ạ? Em thấy sung ạ. Rất là lạnh và ấm thất thường. Cứu tôi, trời ơi. Anh bị giật mình. Chứ không có cứu Thành không? Đâu có cứu Thành đâu. Sợ quá. Quỳnh Lý ơi, bạn nhìn Hoàng Yến thì bạn cảm thấy sao? Dạ lo. Lo lắng như vậy, áp lực như vậy. Ủa sao có thể bắn xuyên vào cái mắt kiến nó vậy? Cho em cái bàn chải đi. Chải ra nào. Sao không? Trời ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau 3 vòng, vòng 1, vòng 2, vòng 3 trong chương trình Quýnh làm cam chịu, Hoàng Yến, Quỳnh Lý, các bạn ghi về cho mình 35 điểm. Xin chúc mừng các bạn.
Mocha và Juno Big Boy, các bạn ghi về cho mình 70 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và đội chiến thắng đó chính là Juno Big Boy và Mocha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến với chương trình Vít Làm Cam Chịu, và hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn khán giả đã yêu thương và luôn ủng hộ cho chương trình Quýt Làm Cam Chịu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhận những cái đóng góp của các bạn ha. Còn bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.